Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết phóng sự Đồng Quê của tác giả nhà văn Phi Vân. Tác phẩm được giải nhất cuộc thi văn chương của Hội Khuyến học Cần Thơ năm 1943. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3. Truyện Các con ơi, thầy phen này thọ tử. Bạn hãy cùng tôi du lịch một vòng xuống các miệt hốc Bà Tó, chó ăn đá, gà ăn muối, để tìm những cái lạ lùng. Lạ lùng cả đến cái tên: Bãi Háp, Tắc Ông Do, Mương Chệch Kịch, Tham Trời, U Minh, Giớn, vân vân. Ở đồng quê thế mà lắm chuyện. Nhưng hãy khoan, ta tạm dừng chân nơi xóm Kiến Vàng để biết thêm chút nhân tình thế thái. Thuộc làng Tân Hưng Đông, ấp Kiến Vàng chia ra làm hai xóm. Thiên hạ hai bên thù nhau từ đời nào không biết, mà hồi ấy họ ghìm nhau như địch thủ. Và không khác hai nước đương chiến, họ tìm mọi cách để ngầm giết nhau. Họ nuôi râu cọp, tìm đủ thứ thuốc độc bỏ trong nước, trong món ăn, thuốc nhau chết như rạ. Thành ra ở đó không ai dám tin ai, nhà nào nhà nấy giữ gìn từ lu nước món ăn, tiệc tùng đâu mời cũng không dám tới. Một ngày ở đó là một ngày phập phồng. Tuy nhiên trong các nghề kiếm ăn, nghề dạy học vẫn giữ một địa vị quan trọng ở đồng, đâu đâu cũng không dám coi thường. Thế nên là thầy giáo thì ở đâu cũng dám tới. Con nít ở Kiến Vàng là con nít đủ tài thao lược. Trên bộ chúng ruồng tất cả rừng rậm chông gai, bắt rắn như bắt ếch, bắt chim như bắt gà. Thôi thì đạo binh của rừng bụi đều kinh hồn mất vía. Buồn, chúng có thể lôi đầu mấy con rắn hổ ngựa từ trên cây xuống, đá như đá ba lông. Chúng có thể nắm chớp hết những con kỳ nhông rắn mối ra rô ti nhậu rượu. Dưới nước tớp khác không kém, chúng là một đoàn thủy quân bơi lội vàng trời ban. Liện chúng suốt một mình sâu quắm tối ngày, chúng không uống một chút nước, không biết lạnh, mà lại còn mò lên một mớ tôm cá mới tài. Chúng lại thường theo cha chú ra dòng sông mang dỗ, ban đêm soi sấu, vớt những con sấu con đem về cho cắn lộn. Khi chán chê rồi, chúng vẫy tay một cái là giật đầu đem nướng. Khốn nạn, tôi lại lọt đến cái xóm ghê hồn ấy. Đã bảo thầy giáo ở đâu cũng dám tới mà. Điều nên biết là trước tôi đã có không biết bao nhiêu thầy vì chịu không nổi lũ con nít trời đánh ấy phải cuốn gói bỏ trường mà trốn đi. Nhưng rồi cái thằng Thiên Lô chạy mặt như tôi cũng cai quản được cả một đoàn. Dầu vậy, trước khi làm tổng tư lệnh cả hai bộ thủy và lục quân ấy, tôi bị thử phép gần trầy vì tróc giải. Này lục quân, hạ thủ một con rắn hổ. Chúng làm bộ như sợ sệt, diễn đến tay thầy thì rụt một cái. Thầy vỗ cửa hàng nghe bầm bầm, miệng làm bộ lâm râm có thần chú, án đã ra họng rị, rồi chỉa đầu con rắn đem lên. Bắt một con chim bánh ít, thầy một tay bắn dạng thun thiên xạ. Chúng quyết bắt thầy ra đồng trọn ngày Chủ nhật để bỏ đói. Thầy vui lòng móc củ bồn bồn hoặc bẻ trái về nước ăn cho no, và còn mở tiệc khao quân là khác nữa. Này thủy quân, chúng rủ thầy chèo ghe ra cửa biển chơi mỗi Chủ nhật, xa bao nhiêu thầy cũng vui lòng cầm chèo lái. Vác lưới đi đánh cá cháo, lặn cá dày, thầy phóng xuống bùm binh trước nhất. Tấm chúng muốn trấn nước thầy, thầy là một con rái hiên ngang hoạt động dưới nước như trên bờ. Thế rồi trong vòng một tháng, tôi nắm chắc chức tổng tư lệnh trong tay, các tiểu anh hùng đều bái phục. Thôi thì mặc ai, làm gì thì làm, tôi nằm tréo ngoảy ở nhà, muốn cá có cá, muốn chim có chim, hô lên một tiếng là có đồ đệ đến hầu. Một hôm có anh thợ săn trong ấp bắt được một con heo cấn, tức là heo rừng có chữa. Anh mổ bụng, lấy bọc con ra, đem tìm thuốc bắc. Đấy là món ăn quý nhất mà tôi đã thèm thuồng từ lâu. Anh cho mời thầy giáo. Lần thứ nhất tôi đi dự tiệc nhà người. Bữa ấy tôi ăn hết nửa con heo con còn đỏ lói trong bọc và nhậu trên một cốc rượu rừng pha mật ong. Về nhà bỗng dưng tôi thấy tối tăm mày mặt, ruột thắt gan bào. Thôi chết rồi, chắc chắn là tôi bị trúng thuốc độc. Mỗi lần tưởng tượng đến cả ngũ tạng lục phủ tôi sẽ bị liệt bại,
sợ chết lần bòn, tôi mê sảng nằm kêu rên không ngớt miệng. Học trò lũ lượt đến đứng quanh giường. Tôi nhìn qua một lượt, nắm tay từ đứa, ứa nước mắt rối dài. Các trò ơi, thầy phen này thọ tử. Anh thợ săn nghe tin cũng khiếp vía, chạy rước được một vị danh y về khám bệnh. Sau khi nghe tôi thuật chuyện, ông thầy chăm chú xem mạch xong, vuốt râu cười khì. Tôi nói thầy đừng giận nha. Hôm trước trong mình thầy hơi yếu, thầy lại ham ăn heo cấn quá nhiều. Vốn là một thức ăn hết sức bổ và hết sức mát, tì vị thầy không chịu được, nó hàng. Và sẵn thầy uống rượu rừng không quen, hai thứ đó nó giật thầy sập chứ ở đây ai thuốc thầy làm chi. Hết chuyện. Chuyện sanh nghề tử nghiệp. Bước bình bồng đưa tôi đến một nơi sằn giả quê mùa, ở tận cùng mũi đất của bán đảo Đông Dương, Năm Căn. Dân Sài Gòn hay hầu hết dân miệt trên, khi nghe đến tên, ắt hẳn trong đầu đều có ý tưởng cao cả về trình độ của mình trên bước tân tiến. Và tự nhiên thấy có cái thú chế diệu những cách ăn ở quê mùa bằng mấy tiếng. Dân Năm Căn phải không? Ở Năm Căn phải không? Nhưng bạn ơi, Năm Căn bây giờ không còn là quê mùa nữa. Ngoài những xóm lò than rộng lớn, thiên hạ đông đúc, cờ bạc xa ngã, còn lắm cái lạ lùng. Lạ lùng đến chuyện tôi kể cho bạn nghe về Mét Văn Quan. Ghê chưa? Chỉ vỏn vẹn tiếng Mét Văn Quan, bạn cũng đủ thấy Năm Căn ngày nay đã khác lắm rồi. Chú thích: Mét tức là Matter, là thầy. Mét Văn Quan tức là thầy Văn Quan. Nhắc đến Mét Văn Quan, tôi phải nhớ ngay đến các bác họ Mét, thì cũng không thể quên được những mánh khóe biệp đời của hạng người mang kiến trắng, có đủ thứ hình tay nâng càm, tay chống nạnh đăng trong các báo. Hạng người ấy tự xưng là Mét hoặc giáo sư. Nhưng nói cho phải, mấy ông giáo sư trên đây đáng liệt vào bậc sư bác trong làng bói, vì họ sống nhiều khi sang như ông hoàng, nay ở ô then, mai ở phố lầu. Họ còn một đàn em sống vất vả lắm. Một đàn em không tên tuổi, không Mét, không professor, mà lại là những cánh bèo thả trôi theo dòng. Từ kinh thành đến lạc mạc hẻo lánh, từ góc chợ đến những hang cùng ngõ hẻm. Họ cũng thường tấp vô ô ten, nhưng một thứ ô ten rẻ tiền, chốn yên hà cuộc tỉnh say. Mét Văn Quan của tôi không phải là bậc đàn em ấy, mặc dầu Mét lập đại bản dinh ở tận chốn hang cùng Năm Căn. Mét quả là một thiên tài. Cái câu quảng cáo dán trước bàn, một thiên tài đã từng được Tây Nam khen tặng, chắc hẳn là câu nói không ngoa. Mà Mét Văn Quan than ôi, Mét Văn Quan ngày nay đã ra người thiên cổ mất rồi. Nhưng đây là đoạn chót của câu chuyện, và các bạn sẽ cho phép tôi bắt chước nói như văn hào Faraday trong một truyện ngắn: ai lại bắt đầu câu chuyện bằng cái kết cuộc bao giờ. Mét Văn Quan như tôi đã nói là người có tài, tài đoán số, tài coi tướng, coi tử vi, mà đặc biệt hơn hết là tài lẻo mép, lanh mồm. Thì đây, có lần tôi đến viếng Mét, Mét hỏi: ông sinh năm nào, tháng nào, ngày nào? Tôi vừa trả lời dứt là Văn Quan hí hoái viết không đầy một phút đã nói những cái quá khứ. Đến nhiều lúc tôi phải ngạc nhiên, tưởng rằng tất cả những ngày qua rồi vẫn còn ghi trên tròng mắt tôi, mà hôm nay Văn Quan chỉ có đọc lại thôi. Ấy thế Mét Văn Quan được cả dân Năm Căn hâm mộ, đồn đi mấy dặm rừng, Nhân Miên, Tân An, Hàng Vịnh, vân vân. Nhưng đấy, lắm khi có người chỉ vừa nói ngày sanh là Văn Quan đã mở hết tốc lực chạy, để rồi không đi đến đâu cả. Và ở vào mấy trường hợp khác, vài ông khách hâm mộ phải ngạc nhiên vì cha mẹ họ vẫn sống sờ sờ mà Văn Quan buộc rằng đã mồ côi một cúc, hoặc vẫn chất phát làm ăn mà Mét lại bảo có lần đánh trộm người hàng xóm, để rồi còn tiên đoán cho họ nhiều tai vạ khác nữa. Khách vừa mở miệng cãi thì Mét đã chặn họng bằng câu: tôi đã rao trước rồi kia mà, ông không thấy tấm bảng đề nói không tư vị hay sao? Nhưng nếu khách có là một người mồm mép lắm,
Ai mà những lời không tiêu vị của ông đều trật bét hết. Tức thì Văn Quang lỏ cả hai mắt, trông chừng như lọt ra khỏi chồng. Trật à? Tôi mà đóng trật à? Và khi hỏi lại thì Văn Quang suýt xoa bảo: À, tại tôi đoán lộn tuổi khác, xin lỗi ông đấy. Nhưng cái lỗi ấy không phải ai cũng tha được, như những nơi có khuôn phép chốn thị thành. Thế là Mét Văn Quang có lần bị người ta bắt đền tội. Người ấy là một vị đại điền chủ có thế lực, keo kiết và tàn nhẫn ở làng kế cạnh. Một hôm ông đến giếng Mét Văn Quang với tất cả các keo kiết và tàn nhẫn. Văn Quang thấy mặt ông, ngang nhiên nói: Ông mấy tuổi? 40. Văn Quang không hỏi thêm nữa. Có lẽ cái tuổi 40 nó đủ gợi cảm cho nguồn hứng rồi, nên dõng dạc bảo: Ông là người thất tính. Cách đây 13 ngày ông lừa bạn ông để lấy một số bạc ngàn. Vì vậy tôi quả quyết 2 ngày tới đây ông sẽ bị nắm chóp. Ông điền chủ hốt hoảng, mặt bỗng nhiên nổi giận hầm hầm lên. Ông sùi bọt mép, chẳng nói chẳng rằng. Với cái tàn nhẫn bấy lâu, ông giục nắm lấy Mét Văn Quang, tặng một cú direct như các nhà võ sĩ tặng nhau trên trường diễm võ. Rồi ông đấm đá sặc cà rây. Văn Quang la dối: Tôi đã bảo không tư vị, không tư vị kia mà. Ừ thì không tư vị. Bóp bóp. Chúng tôi đứng ngoài bất nhẫn lắm, nhưng có người nào dám nhào vô cho mang dạ. Ai cũng biết, trừ Mét Văn Quang, lẽ cố nhiên ông ấy mạnh như thần. Vậy mà cũng đoán số, sao mày không đoán cho cái số mày chết về tay tao, thằng kia? 2 hôm sau Mét Văn Quang đoán số mình không sống nổi nữa, nên đã trút linh hồn tại xứ Năm Căn. Cái xứ mà Mét đã phụ vào một chút công, làm trôi mất tiếng quê mùa. Hết chuyện. Hết tập 3. Còn tiếp.